Hôm nay Trà Lộc Phát xin giới thiệu đến quý khách hàng chương trình Lộc Phát đến nhà, qua đến tận tay. Trà Lộc Phát xin giới thiệu 4 loại sản phẩm được áp dụng trong chương trình tích điểm lần này, bao gồm trà đen Lộc Phát, hồng trà Lộc Phát, trà ô long Lộc Phát, lục trà lài Lộc Phát. Đằng sau mỗi bao bì của 4 sản phẩm trên sẽ có một tem trà chính hãng và tích điểm. Đây là tem trà chính hãng và tích điểm được in trên bao bì của 4 loại sản phẩm. Sau đây là các bước để lấy mã. Bước 1. Quý khách cào nhẹ phần trán bạc để lấy mã tích điểm. Bước 2. Quý khách truy cập vào trang web tích điểm theo 2 cách. Cách 1. Mở trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính. Truy cập trang tichdiem.tralocphat.vn. Cách 2. Quét mã QR có trên tem. Dùng ứng dụng quét mã QR trên điện thoại để quét mã QR có trên tem trà chính hãng để mở đường dẫn đến trang tichdiem.tralocphat.vn. Bước 3. Khi vào trang tích điểm, quý khách chọn mục tích điểm và nhập số điện thoại để tích điểm và mã tích điểm có được khi cào phần trán bạc trên tem. Cuối cùng, bấm nút tích điểm. Khi có thông báo chúc mừng thì quý khách đã tích điểm thành công. Trường hợp nhập mã sai hoặc trùng số, quý khách hãy liên hệ đến số hotline có trong bảng thông báo để được hỗ trợ kịp thời. Bước 4. Quý khách có thể kiểm tra số điểm tích lũy bằng cách bấm vào tra cứu điểm. Sau đó nhập số điện thoại tích điểm và bấm kiểm tra điểm tích lũy. Khi vào phần đổi quà, quý khách sẽ xem được tổng điểm mình đang có và danh sách 9 loại phần thưởng. Khi số điểm tích lũy đủ với phần quà tương ứng, sẽ có nút đổi quà hiện lên. Quý khách có thể bấm nút đổi quà để chọn phần quà đó. Khi bấm vào đổi quà, hệ thống sẽ hiện bảng yêu cầu đăng ký. Quý khách vui lòng nhập thông tin chính xác và đầy đủ để Trà Lộc Phát gửi quà theo thông tin quý khách cung cấp. Sau khi hoàn tất đăng ký, quý khách có thể đổi quà ngay. Lịch sử đổi quà của quý khách sẽ được hiển thị ngay bên dưới. Với các phần quà, thẻ nạp điện thoại, hệ thống sẽ tự động nạp cạc vào số điện thoại tích điểm. Các phần quà khác, nhân viên Trà Lộc Phát sẽ gọi xác nhận thông tin của quý khách và tiến hành gửi quà đến tận tay quý khách trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý khách luôn đồng hành cùng Trà Lộc Phát. Chúc quý khách mua may, bán đắt.